số Kiến Thiết Cần Thơ có cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng và câu lạc bộ Hải Phòng. Truyền lỗi của Văn Quyết. Văn Toàn, Hoàng Vũ Sam Sơn, vẫn đang là Hoàng Vũ Sam Sơn, dứt điểm và pha xử lý tuyệt vời của Hoàng Vũ Sam Sơn trước khi có một cú dứt điểm căng vào lưới của Hoàng Anh Gia Lai. Bàn thắng thứ 10 của chân sút này trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội TBT trong mùa giải năm nay. Bàn thắng ở phút thứ 34 của trận đấu, bàn thắng thứ 10 và tiếp tục giúp cho Hoàng Vũ Sam Sơn là người dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải bóng đá vô địch quốc gia năm nay. Chúng ta đang được xem lại tình huống xử lý tuyệt vời của Hoàng Vũ Sam Sơn trước khi có cú dứt điểm mang bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Có đến 3 cầu thủ